Có mặt tại Việt Nam vào năm 2003, sau chặng đường 13 năm hoạt động và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Sơn Thủy đã đạt được những bước tiến vững chắc và khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Ứng dụng quản lý chất lượng hiện đại cùng dây chuyền sản xuất 100% được nhập khẩu từ Nhật Bản, Đại Sơn Thủy đã cho ra đời những dòng sản phẩm áo mưa cao cấp, có chất lượng và hiệu quả sử dụng tối ưu, phục vụ cho hàng triệu người tiêu dùng trong cả nước. Là thương hiệu áo mưa được ưa chuộng và tin tưởng nhất trên thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Sơn Thủy đã không ngừng nghiên cứu những mẫu mã chất liệu mới để phù hợp với môi trường khí hậu Việt Nam. Đặc biệt, công nghệ sản xuất luôn được cải tiến để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất đến với người sử dụng. Mới đây, Đại Sơn Thủy vừa cho ra mắt dòng sản phẩm thời trang cao cấp, bổ sung vào bộ sưu tập bộ đồ đi mưa cao cấp của mình. Bộ đồ áo mưa thời trang cao cấp này đã tạo ra sự đột phá độc đáo về ý tưởng thiết kế dựa trên nền tảng áo mưa bộ truyền thống. Với mẫu áo và quần được thiết kế trẻ trung, ôm sát người mặc cùng với nhiều chi tiết tiện ích đi liền với sản phẩm như đường may tinh tế với mũ hai lớp phòng lộ vải áo mưa, cổ tay áo có băng dán giúp bạn kéo kín khi trời mưa. Ngoài ra, Đại Sơn Thủy còn có một số các mặt hàng áo mưa khác cũng được người tiêu dùng ưa chuộng như áo mưa cánh rơi đã không còn xa lạ mỗi khi trời mưa bão. Tà áo được thiết kế cân đối hai bên và ống tay dài để tránh mưa rất thích hợp cho những người thường xuyên đi xe máy lưu thông trên đường dài. Áo mưa đôi của Đại Sơn Thủy với rất nhiều màu sắc khác nhau giúp bạn sẽ không phải mang hai chiếc áo mưa để dự phòng cho người thân hay bạn bè mỗi khi ra đường. Hãy để Đại Sơn Thủy xích mọi người đến gần nhau hơn. Tiếp theo là áo mưa hai lớp chất lượng cao, được thiết kế dạng tay bo thun gọn nhẹ, cố định ở cổ tay, dù trời mưa to cũng không lo áo mưa bị gió tốc lên. Hay những chiếc áo mưa sặc sỡ, nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau dành cho các bé. Thật tuyệt nếu các bé vừa khoác những chiếc áo mưa mà mình yêu thích, lại vừa bảo vệ các bé tránh được những hạt mưa nặng trĩu. Không chỉ thế, lần đầu tiên và duy nhất trên thị trường, Đại Sơn Thủy đã trình làng màu áo mưa măng tô thân thiện dành riêng cho phái nữ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, quý phái, giúp tôn vinh vẻ đẹp người mặc ngay cả trong mùa mưa. Để cạnh tranh trên thị trường thì chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu của công ty áo mưa Đại Sơn Thủy của chúng tôi. Trải qua hơn 10 năm phát triển của công ty, chúng tôi không ngừng cho ra các sản phẩm mới, tăng trưởng sản lượng nhưng chất lượng thì không bao giờ thay đổi. Tiêu chí thứ hai của công ty chúng tôi là giá cả là cạnh tranh, thị trường là cạnh tranh mới là thị trường tốt, tích cực cho người tiêu dùng. Thị trường áo mưa cũng vậy. Mỗi ngày, mỗi người đều có những hãng áo mưa khác nhau xuất hiện. Họ tự sản xuất theo mô hình nhỏ lẻ, hoặc đi may gia công, hoặc đang trên đà phát triển. Vậy nên sự cạnh tranh là rất lớn và công ty chúng tôi luôn đưa ra giá cả cạnh tranh nhất và chất lượng tốt nhất làm hài lòng mọi người. Trong những năm gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Sơn Thủy liên tiếp nằm trong top những thương hiệu uy tín vì có sản phẩm chất lượng và dịch vụ đi kèm tốt, đạt được nhiều chứng nhận danh giá do các hiệp hội uy tín trao tặng. Đặc biệt, với những nỗ lực không ngừng, công ty Đại Sơn Thủy đã vinh dự đạt danh hiệu sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng cho dòng áo mưa Thủy Sơn. Điều này minh chứng cho sự hài lòng của khách hàng và sự tín nhiệm từ người sử dụng, đồng thời cũng là động lực to lớn để phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm áo mưa Thủy Sơn trên toàn quốc. Người tiêu dùng là những người lựa chọn thông minh nhất, nên là người ta đã sử dụng lựa chọn những cái sản phẩm để mà người ta đã sử dụng thường xuyên rồi thì là người ta biết lựa chọn những cái sản phẩm tốt. Mẫu mã thì nói chung là rất là bắt mắt mà lại đa dạng. Hãng áo mưa Thủy Sơn là mọi người được tin dùng nhiều nhất. Thông qua cái sử dụng cái nhãn hiệu áo mưa Thủy Sơn thì tôi thấy rằng cái mẫu mã, cái chất lượng của cái áo mưa này rất phong phú. Thứ hai là cũng phù hợp với cái giá thành cũng như cái túi tiền của mình. Với phương châm là đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, cùng đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm đã tạo ra những sản phẩm áo mưa độc đáo từ nhiều chất liệu phong phú với chi phí hợp lý. Đại Sơn Thủy đã và đang làm hài lòng người tiêu dùng cũng như các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi mong muốn sẽ là đối tác chiến lược, luôn luôn nhận được sự tín nhiệm và hợp tác của quý khách hàng. Thông tin liên hệ, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Sơn Thủy, địa chỉ số 317 đường Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc truy cập website daisonthuy.com.vn.